diễn viên của các đoàn theo huyện Lạc Sơn. Về với liên hoan ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng tự giới thiệu tháng cung bài. Chúng tôi gồm có ba thành viên: tôi của Minh Thực, anh của Văn Vương và của Trịnh Cần. Đến với liên hoan ngày hôm nay, chúng tôi với tinh thần giao lưu học hỏi, xin đề nghị, kính đề nghị ban giám khảo và quý vị đại biểu và toàn thể hội, toàn thể diễn viên của các đoàn, xin đừng cười chúng tôi với ạ. Đề nghị động viên thôi ạ. Chúng tôi là không biết hát đâu, nhưng đến với ngày liên hoan này hôm nay này, nếu là học hỏi kinh nghiệm được ạ. Xin chân thành cảm ơn ạ. Xin kính chào các vị lãnh đạo và các ban giám khảo và các nghệ nhân. Đội chúng tôi là đội xã Tự Do, gồm có 5 thành viên. Chúng tôi cũng đến đây để giao lưu học hỏi với các câu lạc bộ, với các xã ở trong huyện. Tôi xin cảm ơn ạ. Thank you.
Oh.
Hãy subscribe.
Oh.
subscribe.